Xin chào các bác, chúng ta cùng đồng hành trong video tiếp theo của Mùa Hà Nội Xưa Và Nay, một nhân vật cuối cùng của đại gia top 1 server Hà Nội, với hai nhân vật đã được em làm clip sâu cái chỉ số account cũng như giá trị đồ ở trên kênh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào nhân vật cuối cùng, đó là nhân vật hệ phái sâu với tên nhân vật là Tequila, một loại rượu rất là mạnh. Và khi mà anh chia sẻ với em về cái đam mê của mình, về những cái hệ phái mà anh thích, thì bao gồm ba cái hệ phái chính, đó là DK, Thương Thủ và Soul Master. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục lên kênh những cái giá trị ảo, những chỉ số ảo mà một vài các anh em đang chửi bới trên kênh. Đó là em đang bịa đặt ra cũng như là tự tạo ra, sau đó nên đây chém gió. Video này sẽ gửi tới các bác có cái thời gian cũng như đã trải nghiệm và tìm hiểu về game, thậm chí đã bỏ game hoặc vẫn đang chơi game. Sẽ không dành cho các bác không chơi game và chỉ biết ngồi một góc mà phán, hoặc các bác chơi game mobile mà lại đi so sánh với bản PC, hoặc các bác đang chơi những cái bản đậu theo cái thời gian 1-2 tháng là thay phiên bản một lần. Xin mời các bác cùng đi vào phân tích sâu Tequila. Hình ảnh đầu tiên mà các bác đang nhìn thấy đây chính là một trong những cái hình ảnh rất là quen thuộc với tất cả những game thủ từ những cái năm 2003, khi chúng ta bước chân lên lục địa MU với cái chiêu thức quẩy rồng của Soul Master. Đây là một trong những chiêu mà gần như là chiêu gần cuối các bạn nhé. Chiêu cuối thì em không nhớ không nhầm là còn có chiêu Infernal và chiêu Air Spirit này, chiêu triệu tập linh hồn này, được rất nhiều những cái game thủ sử dụng khi mà cắm trên ở bãi. Và thậm chí đã có những game thủ gọi là đầu tư cho mình rất đam mê DK, nhưng lại đầu tư thêm một con sâu nữa để kéo nhân vật chính của mình khi mà đi trên SP. Để hiển thị rõ hơn cái chiêu thức này, em xin mời các bác về cái map tuyết. Các bác có thể nhìn thấy cái tốc độ xuất chiêu của game thủ này là 717, quẩy rồng kín màn hình. Tuy nhiên thì khi các bác ngồi ở một party ấy, khi các bác ngồi một party mà các bác không phải là cái nhân vật mà các hiện tại đang cầm đấy, thì các bác sẽ không nhìn được cái số lượng đầu rồng nó bay ra nhiều như này đâu. Và cũng có một bác đã góp ý rất nhiều trên kênh của em. Em đã rất để ý comment của bác đó, là bác đó đang muốn đó là em giữ nguyên cái khung hình tiêu chuẩn của game. Tại vì bác ấy chê đó là quay nhiều rất là chóng mặt. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đã bước vào cái năm 2022 rồi, game đã ra cái tính năng 3D. Tại vì sao em lại hay quay như thế? Tại vì không quay thì làm sao anh em nhìn được cái góc cạnh của cái giá trị bộ đồ với hình ảnh full HD 4K sắc nét nó đẹp như thế nào. Chẳng nhẽ chúng ta cứ nhìn ở cái góc trên xuống như thế này, chẳng nhẽ chúng ta cứ nhìn mãi ở cái góc như này, đúng không các bác? Vì thế cái bác đang yêu cầu đó hết sức thông cảm các bác nhá. Rồi, đấy là hai cái vấn đề chính. Và các bác nên cân nhắc trước khi xem video này, nếu mà không tin cũng như cảm thấy em đang chém gió, bịa đặt hay là đặt điều, nói những cái giá trị khống hoặc ảo trong cái server Hà Nội, thì các bác có thể tắt video ngay. Rồi, điểm đầu tiên mà khi chúng ta đi soi một nhân vật top ấy, thì chúng ta sẽ đi xem cái chỉ số của cái nhân vật này trước. Cái bảng xếp hạng của nhân vật Soul Tequila này của chúng ta ấy, thì anh cái điểm point dư ấy, thì anh đang xếp hạng thứ 50 các bạn ạ. Tương đối sâu đây này, chỉ số point dư là 91.800, point vợ chồng là 20.000 và cái số lần reset là 1.414. Đó, xem point master thì anh ấy đang có cái chỉ số là 475, cùng cái chỉ số với một phát về làng cũng như Just. Tuy nhiên thì cái chỉ số kinh nghiệm này nó đang thua một chút thôi, thua mấy nghìn thôi, không đáng kể. Thua 20.000 so với một phát này. Đó. Với cái chỉ số này thì nó cũng không quá có gọi là ấn tượng so với một nhân vật top. Nhưng những cái gọi là
giá trị đồ cũng như tất cả những cái giá trị bao hàm lại trên cái bộ xác nhân vật này thì cái giá trị của nó lại khác hoàn toàn các bạn nhé. Cái nhân vật này thì sẽ có cái chỉ số là 91.800 dư, cái điểm thuộc tính đang là 63, rất là cao đấy các bạn này, level thuộc tính đang là 63 nhá. Rồi, cái điểm quả mắc 5.000. Điểm quả mắc 5.000. Đó là những cái chỉ số của Tequila. Hiện tại thì đang cộng cột như sau, các bạn chơi sâu có thể tham khảo. Sâu thì chúng ta cộng nhiều về cái năng lượng này, tại vì cái năng lượng này chính là cái đam của chúng ta. Và cái sức khỏe này là máu, thì nếu mà top thì người ta dư, người ta sẽ cộng mắc. Và các bạn ưu tiên vào nhanh nhẹn cho mình này. Nhanh nhẹn cũng rất là quan trọng các bạn nhé. Nhanh nhẹn này sẽ tăng thủ cũng như là tăng tốc độ đánh. Còn sức mạnh thì chúng ta ưu tiên là cuối cùng. Đó. Rồi, đấy là về cái bảng cộng của bạn ấy. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đi về soi một cái xác đồ của một nhân vật top ấy, thì chúng ta sẽ phải soi thêm những cái bộ ring pen, đó là bộ vòng cổ và nhẫn đi theo account. Hiện tại đây thì chúng ta đang có một chiếc vòng cổ tâm thuật siêu socket K5 với 6 dòng X được admin build thêm này. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có cặp nhẫn hậu thư cũng siêu socket K5. Tất cả ba cái trang bị này là đồ theo account các bạn nhá. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái nhẫn hậu thư và một cái vòng cổ tâm thuật. Ba nước phòng thủ khiên K5 hết. Hai cái món trang bị này cũng là theo account các bạn nhé. Đây là đồ thủ. Các bạn cứ hình dung cho mình đó là khi mà các bạn đi đánh nhau PK mà muốn thủ cao ấy, thì các bạn đeo hai item này lên. Còn khi các bạn đi trên ấy, thì các bạn sẽ đeo cái bộ ba cái đồ siêu socket này. Tại vì khi các bạn PK mà nhân vật của đối thủ các bạn cũng xứng tầm ấy, thì các bạn đeo ba đồ công này thì sẽ rất nhanh hẹo nhá. Phải cân bằng giữa công và thủ. Còn nếu mà đi trên chuyên nghiệp ấy thì các bạn phải đeo cho mình cái nhẫn gấu nâu các bạn nhé. Nhẫn gấu nâu đâu rồi, lúc nãy mình bỏ xuống hòm đồ, nó tối tối khó nhìn. Và con thần ma này lên này. Đây là khi các bạn đi trên thì cái chỉ số kinh nghiệm nó cộng lại sẽ nhiều. Ví dụ như con này là sẽ tăng 138 điểm phần trăm điểm kinh nghiệm đây này. Thêm một quả nhẫn nữa cơ. Không biết nó bị ẩn ở góc nào. Đây, nhẫn gấu trúc nâu đây. Đó. Các bạn có thể nhìn cái chỉ số của nó. Đó là nó sẽ tăng thêm 20% kinh nghiệm. Tuy nhiên thì mình đang tháo cái con thần mã này xuống, tại vì nó hiệu ứng của nó rất là mạnh, nó sẽ che đi cái hiệu ứng đẹp của đồ. Đó, khi các bạn đi trên thì các bạn sẽ đeo cái thêm hai cái item đó. Còn khi các bạn muốn mắc đam ấy, mắc công thì các bạn đeo ba món siêu socket tăng đam. Còn khi các bạn muốn thủ thì các bạn có thể luân chuyển giữa hai cái item thủ này, bao gồm cái vòng cổ tâm thuật và cái nhẫn hậu thư này, đều K5, ba nước, phòng thủ khiên. Và có một cái điểm mà sẽ có rất là nhiều bác không biết khi mà xem video, tại vì các bạn không chơi game ấy, tại sao lại chúng ta lại ra cái khái niệm là ba nước phòng thủ khiên, mà những cái hệ phái như là quyền binh thì họ sẽ không dùng cái công thức khảm như thế. Tại vì cái nhân vật của chúng ta ở đây là nhân vật chúng ta dùng khiên, các bạn hiểu không? Và khi các bạn dùng cái socket mà nó tăng khả năng bảo vệ lá chắn cộng 350% kìa, thì cái khiên này nó sẽ thực sự có giá trị. Còn đối với các bạn mà dùng cái dạng mà như quyền binh này, các bạn sẽ dùng hai cái nắm đấm ấy, thì các bạn đừng làm gì có khiên mà các bạn khảm theo kiểu đó. Các bạn không có khiên thì các bạn lại khảm theo kiểu khác, khảm theo cái kiểu mà tăng sức phòng thủ. Ok. Và cái cặp xác này với điểm level thuộc tính là 63, master đang là 475 điểm, và những cái trang bị ring pen bao gồm bộ ba pen công, hai bộ ba ring pen công và bộ đôi ring pen thủ, có mức giá, sẽ có mức giá được định giá đây, mình xem bảng định giá nào, là 150 triệu các bạn nhé, 150 triệu. Thực tế thì nhân vật này đang thiếu mất một con ring thủ nữa, nó sẽ hoàn hảo đối với một nhân vật top, nó vẫn đang thiếu một con ring thủ nữa. Ring thủ thì được tạo ra như thế nào thì các bạn có thể xem lại những video cũ của mình. Điểm đầu tiên các bạn phải tạo ra được cái ring công siêu socket trước, sau đó các bạn sẽ quy đổi hình như là 2 hay 3 cái này được một cái thủ đó. Và các bạn muốn có cái ring công siêu socket này thì các bạn phải trừ đi cái điểm mà điểm
điểm skin dư đấy ạ. 2.000 điểm được một cái thì phải. Nhưng chỉ cái bài viết này nó cũng lâu lâu rồi, mình không on thường xuyên cho nên mình quên rồi. Rồi, cặp xác, mỗi xác không là 150 triệu. Khi mà bê xác này về thì sẽ có bộ ba đồ công K5 socket, siêu socket và bộ đôi đồ thủ K5. Ba nước phòng thủ khiên. Và cái hình tượng mà các bạn nhìn thấy đây đó là cái bộ linh hồn. Bộ linh hồn này thì đến ở cái thời điểm này thì season này nó đang là không phải là đồ cao nhất. Thì không phải là đồ cao nhất chứ không phải là đồ nội thời các bạn nhé. Để mà một game thủ tầm trung mà mơ ước đến một bộ linh hồn thì nó rất là khó rồi. Còn nếu mà các bạn chơi đồ X thì nó sẽ nhanh chạm tới ước mơ hơn. Còn nếu mà chơi cái đồ VIP chuẩn chỉ thì một là full, hai là socket K5 thì nó cũng tương đối là nhiều ngân sách. Các bạn có thể nhìn thấy cái hình tượng của bộ linh hồn này, cái mũ mình nhìn rất là đẹp. Các bạn nhìn nhá, cái đầu nó rất là đẹp. Và cái bộ linh hồn này thì admin tung ra cái ở cái phiên bản season 12 nó tương đối muộn. Tương đối muộn. Các admin tung ra trên cái phương diện đó là đồ đấu giá và được thuê theo hạn dùng 1 năm hoặc là 6 tháng để game thủ trải nghiệm thôi. Chứ bản chất cái đồ linh hồn này ở trên season 12 và thậm chí trên season 15 nó vẫn còn đang là yếu hơn cả thánh thần bậc bên dưới. Các bạn có thể nhìn chỉ số luôn. Cái phòng thủ vật lý phép thuật thuộc tính cả có 7.4 thôi. Nhưng mà trên đồ thánh thần mình nhớ không nhầm là 9 mấy thì phải. Các bạn nhìn chưa? Ok, và khi mà đã sâu vào trong bên trong của cái bộ này thì các bạn cũng có thể chiêm ngưỡng luôn. Bộ linh hồn này cũng là một trong những bộ gọi là VIP của server, của hệ phái sâu. Chắc là VIP nhất luôn, không có bộ VIP thứ hai nữa. Tại vì bạn ấy cũng đã lên cho cái bộ này đó là toàn ngọc level 8 và level 9. Ở cái mũ này thì chúng ta các bạn nhìn dưới cùng khe 2, khe 1, 2, 3, 4 ấy, thì đã lên level 8 hết rồi. Khe 5 lên level 9. Rồi, 5 món như 1. Và tối đa của cái level khảm này ở trên season 15 là level 10 các bạn nhé. Như mình đã nói rất nhiều trên cái những cái video của mình đấy. Và để lên được cái level khảm ca cao như thế này thì cái tiền và công sức bỏ ra rất là nhiều, rất là nhiều. Và có một vài bạn có thể nói đó là tự tạo ra và chém gió như thế, thì xin mời các bạn quay vào game, tạo account và chơi thử. Mình cũng không cần các bạn phải chơi game đâu. Các bạn chỉ cần vào cộng đồng gamethủvn.net và các bạn nhìn cái những bài đăng người ta giao dịch đồ hoặc là người ta bán đồ thì các bạn sẽ có thể hiểu được so với cái con game cỏ mà các bạn đang chơi. Nạp đâu đó có 200.000 set full từ ANZ, socket K5 không có cái dòng gì nữa, không có. Nhưng mà cũng chỉ được 2-3 tháng là các bạn off game thôi. Có một bạn có chia sẻ trên kênh của mình đó là tại sao lại phải mất quá nhiều tiền đầu tư vào đây để có những món giá trị như thế này, mặc dù nó vẫn là ảo. Đi vào game server lậu chỉ cần bỏ ra khoảng 200-300 nghìn là bộ gì cũng có rồi. Thì tất nhiên đây là mỗi cái đây là cái quan điểm cá nhân của các bạn thôi. Đó là cái suy nghĩ của các bạn. Còn những suy nghĩ của người có tiền thì họ lại suy nghĩ khác. Các bạn hiểu không? Các bạn không thể đánh đồng cái suy nghĩ của mình nó đi nói người khác hoặc là so sánh như thế được. Ok, bộ linh hồn này ở đây nó sẽ phát sinh một câu chuyện, đó là mình có trao đổi với chủ account tại sao lại không lên cái bộ linh hồn này, bộ mắt xanh ấy. Thì bạn ấy có chia sẻ đó là bạn ấy rất là bận và không có thời gian để ngồi app phone. Và sắp tới đây bạn cũng sẽ lên được bộ mắt xanh thôi. Bây giờ chỉ là vấn đề gọi là thời gian để ngồi máy để tạo phôi. Tạo phôi để các bạn tạo phôi để thăng hạng đấy các bạn ạ. Đó, phải làm bằng tay hết các bạn nhé. Không có một admin nào làm cho các bạn đâu. Đó, admin chỉ có thể ví dụ như các bạn có một cái đồ siêu socket K5 mà các bạn muốn lên K10 thì các bạn chuẩn bị 5 viên ngọc 5 nữa và admin sẽ giúp các bạn khảm cái đó. Còn đối với thăng hạng đồ thì các bạn tự làm bằng tay đi. Các bạn tự làm bằng tay đi. Không có máy móc gì hỗ trợ cả. Và cái bộ linh hồn này nó ngoài cái K8, K9 ra, nếu mà các bạn để ý kỹ giúp mình một chút ấy, thì nó cũng có đầy đủ hai cái dòng, đó là dòng giảm sát thương cộng 4% và phản hồi cộng 5% sát thương hứng chịu. Thì các bạn có thể thấy đó là cái chủ account này trên ba cái nhân vật của anh là thần thương này và chiến binh cũng như là phù thủy tối thượng này
đều là những cái món đồ K8, K9 và có thêm hai dòng X rất là VIP. Đó. Và để tạo được hai dòng X này, hình như đó là chúng ta phải dùng những cái tính năng dung hợp bởi rất là nhiều những cái phôi linh hồn này. Đó. Ngoài ra thì ở trên cái bộ linh hồn này thì những cái chỉ số dòng như là tăng mức giảm sát thương cộng 9%, cái dòng gia cường đó, và cái dòng tím, tăng lượng HP cộng 200 và khả năng tránh đòn PvP tăng cộng 10 thì cũng đều có đầy đủ hết. Và cái yêu cầu để mặc cái set đồ này thì nó sẽ là cấp độ Master tối thiểu là 350 này. Các bạn nhìn chưa? Nếu mà các bạn không đủ cái điểm đó thì các bạn chỉ ngồi nhìn thôi. Nhân vật này nó 475 rồi. Không đủ cái điểm đó mà lẳng cho một bạn có cái chỉ số tà tà thì các bạn cũng chỉ ngắm nhìn cái bộ đồ này dưới hòm đồ thôi, chứ không thể trang bị trên người được. Linh hồn vẫn là một cái gì đó rất là sắc sảo, chi tiết và là một cái vẻ đẹp, cũng là một trong những cái giá trị của game. Bộ linh hồn socket K89 này với hai dòng X mức giá là 200 triệu các bạn nha. 200 triệu. 200 triệu đấy, mấy bác bảo em vẽ ạ. Các bác thử đi hỏi, thử liên hệ cái bạn này xem 200 triệu các bạn đập vào mặt bạn ấy xem bạn có bán không. Các bạn bảo mình fake tin. Bây giờ thực tế là để nộ số điện thoại của chủ account thì nó sẽ là một cái thông tin cá nhân. Nhưng mà mình thực sự mình đố các bạn mà đang gato với những cái gì mình chia sẻ, các bạn cầm 200 triệu đến hỏi chủ account này. 200 triệu tiền mặt các bạn nhé, các bạn đặt lên bàn này. Các bạn bảo là mua cái bộ item này xem bạn này có bán không. Mà các bạn bảo mình fake tin. Ok, đây là cái bộ linh hồn socket K89, hai dòng X, tất cả những cái dòng gia cường, dòng tím đầy đủ hết, hạng 22 của hệ phái phù thủy tối thượng. Cái item tiếp theo mà mình muốn giới thiệu tới các bạn trong cái nhân vật này đó là chiếc gậy mắt xanh các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy đó là chiếc gậy mắt xanh này, khi mà chúng ta nhìn cái tạo hình ở trên hòm đồ, có một tạo hình rất là sắc nét và đẹp với cái quầng sáng được chạy ở cái đầu của chiếc gậy. Mình sẽ bỏ cánh xuống để chúng ta cùng quan sát cái vẻ đẹp của chiếc gậy này. Thực tế thì mình thấy cái chiếc gậy mắt xanh này nó sẽ giống và phù hợp hơn khi mà chúng ta gọi nó là chiếc quyền trượng mắt xanh. Và thậm chí là mình thấy nó cũng chưa thực sự xứng đáng với cái tên là quyền trượng ở cái tạo hình các bạn nhé, chứ mình không nói là cái chỉ số. Nó rất là ngắn, các bạn nhìn thấy không? Gậy mắt xanh. Một chiếc gậy thì nó phải dài chứ. Như các bạn nhìn hình dung chiếc gậy rồng mà chúng ta đã chơi từ những phiên bản từ 2003 ấy. Chiếc gậy thì nó phải dài như đây, chiếc gậy nó ngắn ngủn này. Trông rất đều. Nhưng cái giá trị của cái gậy này nó không đều một chút nào các bạn ạ, nó không đều một chút nào. Cái giá trị của những cái chỉ số ở bên trên của chiếc gậy này thì nó không lởm chút nào các bạn ạ. Đây là chiếc gậy mắt xanh của hệ phái sâu, gọi là VIP nhất toàn server với cái level khảm là level 10. Và cái bạn chủ account này, như các bạn có thể chú ý đấy, tất cả trong những cái nhân vật của bạn ấy, vũ khí lúc nào cũng là cái item mà bạn ấy ưu tiên lên K10. Đây là siêu socket K10 các bạn nhé. Siêu socket. Siêu socket có nghĩa là một cái hệ thống đồ socket vượt trội với 5 dòng như một, bởi một viên khảm đắt nhất trong cái hệ thống khảm ngọc. Ngoài ra thì cái gậy mắt xanh này của hệ phái sâu ấy, bạn ấy cũng đã có build được những cái dòng tím này và dòng gia cường đầy đủ hết. Chiếc gậy mắt xanh này với quả khiên thái âm này, quả khiên này cũng có thêm một cái dòng gọi là dòng giảm sát thương cộng 4% các bạn này. Và cũng đã lên tới 8 viên K8 và 2 viên mình nhầm các bạn, 4 viên K8 và 1 viên K9. Các bạn vào nhìn vào cái chỉ số cái khiên này này, cái cách khảm ngọc của bạn ấy thì các bạn sẽ thấy đó là cái giá trị của cái viên nào sẽ là ngon nhất.
Như mình nhìn thấy ở đây đó là cái viên thứ tư ấy, cái viên khe thứ tư đó là viên nước giảm sát thương cộng 12% ấy. Viên này gần như là viêm xịn nhất. Tại vì là cái viên phản sát thương ấy thì khi chúng ta đánh với những nhân vật mà cần phản đam ấy thì nó với phát huy gần như là ngon ngon nghẻ nhất. Còn hai cái viên đầu tiên là đất và gió thì đây gần như là hai cái yêu cầu bắt buộc của một cái đồ K5 khảm tiêu chuẩn mới nhất là phải có đầy đủ như thế này. Còn cái dòng thứ ba là dòng tăng bảo vệ lá chắn thì cũng là ok, nhưng mà dòng thứ tư vẫn là ngon nhất. Đó. Và tại sao mình đang có một thắc mắc là tại sao bạn ấy không tìm kiếm cho mình một quả khiên mắt xanh của hệ phái sâu để chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Tìm được một con khiên mắt xanh của hệ phái sâu thì không đơn giản đâu các bạn. Các bạn phải đi từ đồ thăng hạng từ đồ bậc 19, 20, 21 và mới nhất đây là 22 và 23. Có nghĩa là khiên thánh thần thì sẽ là hạng 22. Nhưng mình nghĩ là không có đâu. Tại vì trước giờ thì nhìn thấy cái khiên tối đa nhất của hệ phái sâu là chiếc khiên sao biển. Nhưng mà khiên sao biển thì lại không có đồ socket. Nhưng ở cái trên phiên bản Season 15 này, đồ socket với làm bố, đồ full chỉ làm con thôi. Các bạn hiểu không? Cho nên là cái hòm đồ của mọi nhân vật top mình mở giờ sẽ không bao giờ thấy một cái bộ full nào nữa. Các bạn có thể thấy cái đồ socket ở trên cái phiên bản 15 nó khủng như thế nào đấy. Nó sẽ hủy diệt toàn bộ những cái giá trị đồ full còn lại. Với những cái giá trị đồ full mà mình nghĩ từ hạng khoảng 10 năm trở lại thì bây giờ chỉ là đồ trang trí ác cao thôi. Còn mang lên chiến trường thì không làm được cái gì, không giải quyết được cái gì cả. Mềm như bún các bạn ạ. Để dễ hiểu nhất thì các bạn có thể hình dung được là làm gì có cái đồ full nào mà nó có một cái dòng tăng khả năng bảo vệ lá chắn cộng 500 hoặc là dòng giảm sát thương cộng 12%. Làm gì có cái đồ full nào. Chỉ căng đét ra là 4% các bạn nhé. Như cái dòng X mà bạn ấy khảm vào đây. Cái khiên này là 16% đấy ạ. Và bộ gậy mắt xanh cũng như là chiếc khiên thái âm. Gậy mắt xanh thì là hàng gọi là siêu socket rồi, K10 rồi. Còn khiên thái âm thì là K89 với mức giá là 150 cổ. Sau này bảng xếp hạng thứ 50 nhưng mà sẽ bẻ răng được rất nhiều những game thủ ở phía trên nhờ vào những cái chỉ số trên Intem của anh ấy. 150 triệu cho bộ đôi này. Bây giờ thực sự một game thủ nào phải thực sự có đam mê về sâu và phải quan hệ gọi là siêu tốt với chủ account này, cũng có thể là đi đêm cùng nhau thì may ra bạn ấy với nhà rồi. Còn bảo câu chuyện mà các bạn đi hỏi mua thì không có, trừ khi bạn ấy chán. Và tất cả những cái in tem trên ba account này đều được bạn ấy tạo ra, chính tay bạn ấy tạo ra các bạn nhé. Chính tay các bạn ấy ngồi ép cũng như thăng hạng lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái râu ria còn lại, những cái giá trị rẻ hơn. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cặp bông tai thế hệ thứ 3 cộng 9. Bên tay trái là 3 dòng, bên tay phải là 2 dòng cộng 9 thế hệ thứ 3. Thì mình định giá đâu đó khoảng 16 triệu. Chắc chỉ khoảng 16 triệu thôi các bạn ạ. Bây giờ nếu mà đẹp đẹp nhất ấy, thì phải là hai bên đều là 3 dòng full đấy, 3 dòng. Bông tai chỉ như thế thôi, chỉ có 3 dòng là cái hết cỡ thôi. Và nếu mà đẹp nữa ra thì cái chỉ số cộng 9 ở trên lên cộng 11 thì sẽ được bán với mức giá khoảng đâu đó khoảng 25 củ. Còn nếu mà cộng 9 hai bên 3 dòng thì khoảng 22 củ. Còn cộng 9 một bên 3 một bên 2 này chắc khoảng 16 17 củ. Triệu đấy các bạn nhé. Đó. Cánh full thế hệ thứ tư. Cánh full thì chỉ có 7 dòng đấy các bạn nhé. Đây là cánh thế hệ thứ tư. Cánh cấp 4 hạng 24 với mức giá là 18 triệu. Tàu nhanh. Tại vì là cái nhân vật này nó cũng không hot như DK hay là Chúa Tể cái thời điểm trước, đẩy đến mức giá là 20 triệu cho một cái cánh thế hệ thứ tư. Nhưng mà sâu thì cũng ít người chơi, tà tà vậy thôi. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy cái đặc trưng của hệ phái sâu của chúng ta ấy, đó là cánh lúc nào cũng là cánh kiểu dạng thiên thần, cánh chim. Lúc nào cũng như thế, còn DK sẽ là cánh rơi, cánh quỷ. Lúc nào cũng như thế các bạn để xem, cái thế hệ cánh bậc nào cũng kiểu như thế.
18 củ cho con cánh này. Con này thì không quá khó mua các bạn nha. Cứ nên diễn đàn hoặc nên cộng đồng trên Facebook, các bạn tìm mua là sẽ có người người ta bán. Và quyển sách thuộc tính này là quyển sách ma thuật Kundun. Quyển này cũng được kích ẩn hai dòng này các bạn này. Cũng VIP của nó đấy. 50 triệu cho quyển sách này này. Quá khủng. Nên Season 15 bạn ấy ôm hết tất cả các linh thạch của những game thủ trước mà đấu giá ở cái thời điểm Tết ấy, các bạn đấu giá linh thạch để kích ẩn sách ấy. Bạn ấy gom tất cả các game thủ đã chán lại và nên Season 15 ốp lên bao những cái nhân vật của mình. Quyển sách nhẹ nhàng cũng 50 triệu các bạn ạ. Có khóa luôn. À và một bạn rất là đam mê kênh của mình có yêu cầu mình đó là chỉ vào cái phần kích hoạt này để các bạn tham khảo cái chỉ số khi mà chúng ta kích hoạt cái hạng một bộ đồ hạng 22 thì nó sẽ có thêm hai cái dòng đó là kháng loại bỏ SD cộng 30% và tăng tỷ lệ hấp thụ sát thương PVP vào SD cộng 20%. Đó, hai cái dòng này có ý nghĩa như thế nào? Mình sẽ giải thích nhẹ một chút nhá, theo cái ý hiểu của mình. Khi chúng ta PK ấy, điểm đầu tiên ấy, chúng ta mất sẽ là cột vàng này. Cột vàng này ở trong game các bạn nó gọi là cột SD, chúng ta gọi là giáp. Và khi chúng ta bị đâm phá vỡ giáp ấy, nó sẽ nổ cho cái bùm một phát ra hình một hình quả cầu. Và sau khi các bạn vỡ giáp ấy, thì cái máu này của các bạn này nó tụt còn hơn cả các bạn làm rơi một thùng băng vệ sinh vào một cái vũng nước. Có nghĩa là nhằng phát hết luôn. Nếu mà các bạn vỡ giáp. Và cái giáp này chúng ta sẽ gọi là SD. SD ở đây thì kháng loại bỏ SD cộng 30%. Thì có nghĩa là cái chỉ số tất cả hai cái điểm này đều được cộng vào cái cột giáp này. Các bạn nhìn chưa? Tăng tỷ lệ hấp thụ sát thương PVP vào SD cộng 20%. Có nghĩa là hấp thụ sát thương giữa người chơi với người chơi đánh nhau sẽ đẩy vào SD đầu tiên và hấp thụ cộng 20% nữa chứ chưa dính dáng tiền máu. Các bạn xem lại những video trước mà PK các bạn sẽ thấy vỡ giáp nó sẽ kêu cho cái bòm một phát sau đó mới chết. Mình đi mình thử cho các bạn xem nhé. Bây giờ đi tìm người giết phải đi tìm những cái bãi nó đông đông tí. Rồi, bãi này không có khách à. À, mình sẽ đeo sói hoàng kim này các bạn này. Sau đó mình sẽ đeo ngựa ma này. Con dấu nhà ma được đeo hai item các bạn. Ngày xưa bãi này cũng hot lắm đấy các bạn này. Bãi này mà cắm thì ôi giời ơi. À, các bạn thấy chiêu chiêu tele của sâu rất là khủng, ẩn đi phát quái đã chết rồi, còn thạch rồi. Cái này thì các game thủ chơi sâu nhiều sẽ sâu cái gọi là cái trình độ kỹ năng của mình ở cái nhân vật sâu này. Đã tìm một bạn để phá giáp cho các bạn xem. Bạn ấn tab lên để mở cái bản đồ con đấy nhá. Mình cũng không có chơi thường xuyên nên cũng không biết là các bạn ấy đang cắm bãi ở góc nào nữa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thôi, có gì không phải anh em thông cảm nhé. Mấy bạn này còn đang đeo thần mã nữa. Nếu mà các bạn xem được video này thì chắc là sẽ không có trách móc gì cả. Mình sẽ thử PK các bạn nhé, để xem nó phá giáp cho cái bom một phát nhé. Bạn ấy yếu quá cho nên là chú tể đánh lại mình. Bãi này khá ngon đấy các bạn này. À bạn này chắc đang online rồi. Tại vì sao? À cũng không 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 phải, nó sẽ tự động PK lại các bạn ạ. Khi mà mình giết một người trong team nó sẽ tự động PK lại. Đó, các bạn nhìn chưa? Phá giáp đấy. Đoàn một phát đấy. Và sau khi chúng ta PK được khoảng tương đối mạng thì hình diện của chúng ta đã chuyển đổi sang cánh màu đỏ rất là đẹp. Và càng PK thêm thì cái màu sắc này nó càng đi sâu vào cái tâm trí của chúng ta.
nó sẽ đen xì các bạn nhé. Như ngày trước các bạn, khi mà các bạn chán game ấy, các bạn sẽ có một cái trò, đó là gọi là mình sẽ đeo con nữ nhân lên cho bạn này, bạn đánh xem có mít không này. Đeo phun thổ lên đi. Có một cái trò đó là cứ xuống cái map gọi là map Lost Tower ấy, các bạn giết người gì đấy và người nó đen xì, sát thủ lúc nào nó đen xì người, cánh cũng đen. Đây các bạn nhìn thấy Season 15 này, khi PK một người trong nhóm thì tất cả các thành viên sẽ bật lại ngay, rất hay đúng không? Nhưng mà các bạn đang là gọi là nói như nào nhỉ, bằng mũi đốt cột điện. Đây mình đứng như các bạn đánh này. Cũng một cái hay mà mình khi mình trải nghiệm đến đây thì mình cũng muốn chia sẻ cho bạn, đó là các bạn ấy tự về bãi được nhá. Trên CC15 tự về bãi. Và bạn kia bạn đánh mình bị phản đam chết. Tự đánh vào mình bị phản đam và chết. Bạn ép này chuẩn bị chết này. Đó, các bạn nhìn chưa? Bộ đồ nó có thực sự có giá trị. Tự đánh vào mình và phản đam tự năn chết. Anh em đợi một chút nữa là các bạn ra giờ này. Tại vì là trên cái phiên bản 15 này nó sẽ có cái tính năng, đó là tính năng tự về bãi. Trước đây thì cái tính năng này nó chỉ khả dụng ở trên cái map Arena thôi. Và một cái tính năng rất hay đó là khi các bạn nhìn ấy, khi bạn chọc vào một cái nhân vật trong team ấy, thì mặc định tất cả các nhân vật sẽ PK lại ngay. Cũng rất là hay. Đã ra đánh này, đã ra đánh phản đam tự chết này. Các bạn nhìn nhá. Phản đam thì cũng đâu đó có 1200, 1800 thôi, 1800, nhưng mà bạn ấy lại không gọi là bơm máu. Các bạn nhìn kỹ một chút dưới cái tên của bạn là Death King này, ở cái dòng bên xanh bên dưới chính là dòng giáp đấy các bạn. Chính là dòng SD đấy ạ. Hai bạn này đánh rất chảy. Rồi bạn ấy sắp bị vỡ giáp rồi. Và sau khi vỡ giáp thì máu nó sẽ tụt, gọi là không điểm dừng. Và các bạn có thể nhìn thấy cái lượng hồi SD của mình cũng như hồi máu này. Lượng hồi còn nhanh hơn cả mất. Mình không chơi với mấy bạn này. À cũng có một bạn comment ở trên kênh mình, đó là nhìn cái con ngựa này, giờ cái tộc nào cũng đeo được ngựa, nhìn trông rất là rối mắt. Nhưng mà mình thấy là đẹp đấy chứ các bạn. Nhìn đẹp đấy chứ. Đẹp mà lại khỏe nữa. Đeo được hai con pet nữa. Và cũng có bạn comment đó là càng lên season cao ấy thì gọi là càng đồ họa nó càng rối mắt và không đẹp. Mình thấy đẹp đấy chứ. Chúng ta thường sẽ đi về những cái hiện đại, như ai là đi về những cái gọi là tối cổ hay cổ điển. Có nghĩa là hiện tại mình đang là sát thủ các bạn ạ. Và khi đi đến cái bãi này thì tự động mấy bạn này sẽ PK mình. Nhưng mà mình đứng đây thì các bạn chả giết được đâu, các bạn sẽ tự chết thôi. Đầu tư nên tới xem nào, mình xem nào. Cái bộ đồ này là 200. Gậy với cả khiên là 150, là 350. Sách nữa là 400. Sách là 400, cái bộ xác là 150 nữa là 550. 550 thì mình thêm luôn quạng cánh này. Cánh này với cả cái bộ ring pen này, cái tính tròn nên là 30 triệu đi, 580 triệu. Cũng khủng đấy các bạn. 580 triệu để các bạn giết chết ở đây thì buồn quá.
584 triệu, chính xác 584 triệu các bạn nhé. Đó, vỡ giáp là như thế đấy các bạn ạ. Các bạn không thích màu mè thì các bạn tháo xuống. À chà. Rồi rồi. Khi chơi mới phát hiện thêm những tính năng mới. Ở season 12 ấy, khi mình PK xong người thì mình chỉ cần gõ lại PK clear này, này thì nó sẽ xóa tội luôn. Nhưng mà ở cái bản 15 này thì sau 15 phút nữa mới được xóa, nghĩa là bạn sẽ là quỷ một thời gian. Map này cũng tương đối rộng. Ok, sau khi chụp lại những tấm hình lưu niệm thì video xin kết thúc tại đây. Và đây là nhân vật cuối cùng trên hành trình của top 1 server với danh nghĩa là đang cầm 3 nick top rất là khủng. Nhân vật này với định giá mức giá đâu đó khoảng trên 580 triệu thì sau khi xem video này các bạn đã thấy khâm phục chú Akao cũng như đã mãn nhãn với những cái item trên nhân vật này chưa? Hãy để lại bình luận và cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.